Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiền sinh Santakari ạ. Dạ, con thưa sư, tại sao ban đầu Đức Phật không chấp nhận cho phụ nữ xuất gia tại định kiến xã hội Ấn Độ hay do lý do nào khác ạ? Đức Phật không cho người nữ xuất gia là không phải là Đức Phật chủ trương tuyệt đối là sẽ không cho người nữ xuất gia, mà muốn làm khó người nữ một chút. Thì đấy là một cái thiện xảo, đấy mà một cái cách vì Đức Phật biết được cái tâm lý của người nữ. Nếu như mà có cái sự dễ dãi thì họ sẽ rất là ngã mạn, ngạo mạn, và họ có cái sự tăng thượng mạn. Cái nguyên nhân lý do Đức Phật không có hoan hỷ, không có dễ dãi cho người nữ vào trong giáo pháp là để muốn bảo vệ cho giáo pháp được trường tồn lâu dài. Vì khi người nữ vào thì giáo pháp sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Bị suy yếu về thứ nhất là khi những người nam đang xuất gia, đang tu hành phạm hạnh, đang tinh tấn tu tập như thế này mà có người nữ cộng chú ở trong giáo pháp này nữa, thì cái tâm tham ái, thì cái sự tiếp xúc giữa người nam với người nữ sẽ làm suy yếu cái đạo tâm của người nam. Và cái sự chứng đắc đạo của người nam bị yếu đi, nhất là người nữ hay có cái bản tính cám dỗ, dụ dỗ người nam. Đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Đó, rồi cái nguyên nhân nữa là người nữ rất ngạo mạn, rất kiêu mạn, rất là có cái tính ương bướng, có nhiều cái thói hư tật xấu. Nên là nếu như mà được giáo dục nghiêm khắc thì họ sẽ mới trở thành người tốt. Còn nếu như mà dễ dãi với họ thì họ sẽ bộc lộ những cái tính xấu ấy ra, và những cái tính xấu ấy làm mất niềm tin của những người chưa có niềm tin. Cho những cái người có niềm tin rồi cũng suy yếu cái niềm tin đi, thì cũng như vậy. Nên là Đức Phật luôn luôn nói rằng nhà có đông con trai thì thịnh, nhà có đông con gái thì suy. Thì khi nhà có đông con gái thì những cái đạo tặc, những trộm cắp nó luôn nhằm vào những cái nhà này có ít con trai. Biết là những nhà có nhiều người nữ, người ta dễ vào để lừa dối, dễ vào để phá hoại, dễ vào để cướp bóc hơn, và người ta không chống trả được. Như vậy, những cái tà đạo, những cái tà kiến, những cái tà pháp nó sẽ len lỏi vào được nếu như ở cái môi trường đấy có nhiều người nữ tu tập. Còn cái người nam tu tập, người ta có cái trí tuệ mạnh hơn, người ta bảo vệ giữ gìn được cái giáo pháp hơn. Và cái nguyên nhân chính là vì hai bên nam nữ, nếu như là nữ thịnh thì nam sẽ suy. Như vậy, nếu cho người nữ vào thì cũng phải Đức Phật chủ yếu lúc đầu không muốn cho người nữ xuất gia là để làm khó như vậy, để cho người nữ khi đi tu tập rồi thì phải hạ mình xuống, phải diệt trừ cái kiêu mạn, cái ngạo mạn đi. Nên Đức Phật mới đề ra bát kính pháp luôn luôn liên quan đến chư tăng, có cái sự cung kính tuyệt đối, vô điều kiện đối với lại chư tăng, để cho người nữ không nấn át, không khinh thường, không phỉ báng đối với người nam trong cái hàng ngũ xuất gia, để nó có được cái sự tôn ti trật tự như vậy. Và khi cho người nữ xuất gia thì cũng cho, nhưng phải rất là khó, rất phải nghiêm khắc. Chỉ được xuất gia duy nhất một lần, khi đã giả y rồi thì vĩnh viễn không được cho xuất gia nữa. Và có rất là nhiều cái giới luật rất là nghiêm khắc đối với người nữ như vậy, để cho người nữ đã đi tu rồi thì phải thận trọng, phải luôn luôn giữ gìn, phòng vệ hết khả năng của mình. Nếu như mà người nữ thận trọng như vậy, không buông nơi, không có phóng dật, không phóng túng, thì nó không ảnh hưởng, nó không làm suy yếu cái uy tín của giáo pháp và không làm suy yếu đạo pháp. Còn nếu như người nữ mà được chiều chuộng, được buông lỏng, người ta kiêu ngạo, phóng dật, bộc lộ hết những cái thói hư tật xấu ra, thì người ta sẽ làm mất cái uy tín, sẽ làm mất đi cái sự tôn nghiêm và làm suy yếu giáo pháp. Đó là lý do Đức Phật nghiêm khắc với người nữ, chứ không phải là Đức Phật không cho người nữ đi xuất gia, mà là cái giáo dục của Đức Phật là phải nghiêm khắc với người nữ, không được dễ dãi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của thiền sinh Santakari ạ. Dạ, con thưa sư, con nghe vài bài pháp hay trong các kinh sách có nhiều đoạn Đức Phật chỉ dạy một bài pháp hoặc dạy người đó một pháp môn nào khác mà người đó có thể lập tức chứng quả đạo A-la-hán. Vậy con muốn hỏi, đạo quả không đi lần lượt từ Tu-đà-hoàn,
Nhất Lai Đạo, Bất Lai Đạo hay A-la-hán hay sao ạ? Mà trong trường hợp như vậy, lại không phải trải qua các đạo quả kia trước ạ. Con xin tri ân sư ạ. Tất cả các đạo quả đều lần lượt trải qua từ thấp đến cao hết. Ngay như bản thân Đức Phật tu tập cũng tuần tự trải qua bốn đạo bốn quả như vậy. Khi Đức Phật tu tập cũng chứng sơ quả, sơ đạo sơ quả rồi ngay lập tức chứng nhị đạo nhị quả, ngay lập tức chứng tam đạo tam quả, rồi nên tứ đạo tứ quả. Vậy thì cái quá trình mà nó chứng đạo ấy diễn ra trong một cái khoảng khắc rất là ngắn ngủi thôi. Rồi khi Đức Phật thuyết giảng giáo pháp cũng vậy, có những người đủ ba la mật để chứng đến bốn đạo bốn quả thì họ cũng chứng sơ đạo sơ quả trong một sát na, rồi nhị đạo nhị quả, rồi tam đạo tam quả, rồi tứ đạo tứ quả. Tất cả các cái đạo, cái thánh đạo thánh quả sa môn đều có sự tuần tự như thế, nhưng mà chẳng qua là có những vị chứng đắc một cách rất là nhanh chóng, trong một cái khoảnh khắc đều chứng được bốn đạo bốn quả ngay tức thì, còn có những người thì chứng đắc đạo quả một cách tuần tự trong cách quãng một cái thời gian rất là dài. Có những người sẽ chứng được sơ quả, sơ đạo sơ quả, nhưng mà hết cái kiếp này, kiếp sau mới chứng nhị đạo nhị quả, kiếp sau mới chứng tam đạo tam quả, rồi kiếp sau nữa mới chứng tứ đạo tứ quả. Có những người sẽ chứng một cách từ từ dần dần như vậy, nhưng cũng có những người chứng được sơ đạo sơ quả hôm nay, xong là tu tập thêm vài tuần, vài tháng, vài năm sau mới chứng nhị đạo nhị quả, như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày A Nan vậy, mấy chục năm sau mới chứng đạo quả. Rồi khi chứng nhị đạo nhị quả lại tu thêm một thời gian nữa mới chứng tam đạo tam quả, lại tu thêm một thời gian nữa chứng tứ đạo tứ quả, vì cái sự tu chứng nó không giống như ai. Có người thì chứng cùng một cái lúc đấy chứng được cả bốn đạo bốn quả luôn, nhưng mà cũng có người thì tu chứng một cách tuần tự, mỗi đạo quả sinh ở một cái thời gian thời điểm khác nhau, chứ không có ai là chứng thẳng lên tứ quả hết thông qua cái đạo quả dưới cả. Ngay cả Đức Phật vậy, các vị độc giác Phật vậy, đều có lần lượt hết, các vị thanh văn đều có lần lượt các đạo quả, chứ không có ai chứng chỉ có một quả mà lại gọi là tứ quả được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả pháp danh Thiện Minh ạ. Con kính bạch sư, con đã quy y Tam Bảo, nhưng trong gia đình con có con đang ăn học ở quê, chủ yếu là làm lông và nuôi động vật để kiếm sống. Nếu không làm những việc này, con không biết phải làm gì, nhất là ở quê khó mà có công việc khác. Con kính mong sư từ bi chỉ dạy cho con. Con xin tri ân sư ạ. Làm nông và chăn nuôi trồng cấy, thì đấy là một cái việc, làm một cái nghề nghiệp cũng thông thường của người tại gia. Nhưng mà trong những cái nghề nghiệp đấy, mình vẫn có thể cố gắng giữ cái giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói giới, không uống rượu. Mặc dù mình thọ trì giới, nhưng đối với người tại gia, cái giới ấy nó không thanh tịnh tuyệt đối được. Người xuất gia thì bắt buộc phải giữ giới nó thanh tịnh một cách tuyệt đối. Vì người xuất gia là muốn chứng đắc các đạo quả, đi đến Niết Bàn giải thoát. Còn người tại gia, mình sống ở cái tại gia, mình còn nhiều bổn phận. Thế nên là mình còn phải nghề nghiệp để kiếm sống. Trong cái nghề nghiệp đấy, có mình biết tu tập thì mình tạo ra phước, nhưng cũng cái nghề đấy nó cũng đôi khi nó cũng tạo ra một chút tội. Thì vậy cho nên nó không hoàn hảo, không tuyệt đối, cho nên sau này nó cho ra cái quả báo không hoàn hảo tuyệt đối được. Đó là có thể là sau này nhờ cái phước mình biết tu tập này, nhờ cái phước mình biết làm những cái bố thí cúng dường ấy, thì mình cũng được phước tương lai là có cái sầu sang, có những cái phước lành không bị tái sinh vào cõi khổ. Nhưng do những cái quả báo là đôi khi mình còn cộng nghiệp, cộng chú, còn cộng nghiệp với một chút về cái sự sát sinh, một chút giới nào đó nó còn bị khuyết phạm, bị ô nhiễm, cho nên nó vẫn có những cái quả báo như là ốm đau, bệnh tật, gặp những cái rủi ro, tai nạn, gặp những cái kẻ thù phá hoại, gặp những cái chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai nó ập đến. Đôi khi mình bị tổn đau thương về thân thể, có khi mình bị tổn thương về tinh thần, có khi mình mất mát về tài sản. Đó là cái quả báo này, nó sẽ trổ khi mà cái nghiệp của mình nó không được hoàn toàn thanh tịnh, thì nó thế thôi. Vì là người tại gia thì nó, cái cuộc sống nó sẽ không hoàn hảo hoàn mãn được. Vì vậy cho nên mình muốn có cái cuộc sống hoàn hảo, thanh tịnh tuyệt đối, không một chút ô nhiễm nào đó nữa, thì mình phải từ bỏ cái đời sống tại gia đấy để trở thành một cái người sống không nhà, sống chỉ có chú trọng về ấy thôi, về sự học pháp và hành pháp.
thì mình mới đi đến thanh tịnh tuyệt đối được. Tại ra thì thanh tịnh tương đối, cứ giữ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, thế thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Nguyên ạ. Dạ con thưa sư, con có một câu hỏi mà hay làm con băn khoăn, con mong được sư chỉ đạo ạ. Có một số người cho rằng cứ trọn vẹn trong đời sống hàng ngày là chánh niệm, kể cả việc xem phim, nghe nhạc, uống rượu, tán gẫu. Liệu quan điểm này có đúng không thưa sư? Con xin cảm ơn sư ạ. Quan điểm này là quan điểm bậy bạ, không có đúng nha. Chẳng lẽ bây giờ người làm ác, người ta biết mình làm ác, người ta sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, người ta cũng biết là tôi đang sát sinh này. Tôi sát sinh, tôi biết tôi sát sinh nên tôi không có tội. Tôi trộm cắp, tôi tà dâm, tôi nói dối, tôi uống rượu, tôi biết rõ ràng cái việc làm tôi nên tôi không có tội gì cả. Con nói thế có ai nghe được không? Và cái tội nó còn nặng hơn. Biết mà còn phạm, đấy là cái cố ý nó rất là mạnh. Thì cái tội đấy chỉ có đi vào địa ngục mà bị quả báo. Chứ vì cái tà kiến ấy nó lại trên nó lại còn là tối thượng của cái tà kiến nữa. Nó là còn một cái tội là phỉ báng cả cái chân chánh, cái tà cho là chánh, chánh cho là tà, nên là không đúng là như vậy. Còn cái chánh niệm ở đây là chánh niệm là mình nhớ biết, nhớ nghĩ những điều chân chánh để nó đối trị, nó diệt trừ đi những cái bất chánh. Ví dụ như là mình luôn luôn khởi lên cái tâm từ để nó diệt trừ cái tâm sân, thì đó là chánh niệm trên cái tâm từ. Mình luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trên cái thân thọ tâm pháp, trên cái thân này, để mình biết rằng cái thân này là bất tịnh, cái thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã, để diệt trừ đi cái tham ái, để diệt trừ đi cái tham dục đối với lại cái sắc thân, chứ không phải là mình cái gì biết cái đó. Rồi mình chánh niệm tỉnh giác trên những cái thọ để thấy cái thọ là khổ, chánh niệm trên các tâm để thấy các tâm là vô thường, chánh niệm trên các pháp để thấy các pháp là vô ngã. Cái chánh niệm nó đi kèm với trí tuệ như vậy, chứ không phải là chánh niệm rồi mình thích làm gì thì làm. Cái đấy không phải là chánh niệm, mà cái đấy là ác niệm, chứ không phải là chánh niệm. Nên là đừng có khởi lên cái ác niệm đấy, ác tà kiến đấy. Cái đấy là con đường đi đến đọa vào địa ngục ạ. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Vũ Mạnh Giang ở Gia Viễn, Ninh Bình. Con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ, chương 5, phẩm Lam Cư Sĩ, bài số kinh 177, Đức Phật có nói về 5 nghề mà người cư sĩ không nên làm như sau. Có 5 nghề buôn bán này, này các tỳ kheo, một nam cư sĩ không nên làm. Thế nào là 5? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc. Con xin sư giải thích chi tiết về 5 nghề này ạ. Nhất là nghề buôn bán thịt, tại sao Đức Phật lại không cho các cư sĩ buôn bán thịt ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Tất cả những cái nghề này nó đều gián tiếp, nó là gián tiếp tạo ra những cái tội lỗi, cho nên nó là tà mạng. Buôn bán chất độc, buôn bán chất say, buôn bán vũ khí. Bởi vì chất độc thì người ta đi đầu độc người khác, đang tiếp tay cho những người ác. Chất say vậy làm cho người khác bị say, vũ khí thì người ta đi giết nhau. Buôn bán người, đấy cũng là một cái tội lỗi, người ta hành hạ con người với nhau. Buôn bán động vật súc sinh. Và mình buôn bán thịt cũng vậy. Cái người buôn bán thịt thì mình sẽ phải luôn luôn đi đặt người khác là hãy giết cho tôi, cung cấp cho tôi một tạ thịt, một tấn thịt để mai tôi còn đem đi, tôi đi giao hàng. Thì người ta phải về, người ta giết cả đàn, cả đống những con vật khác nhau. Thì đấy là mình sẽ có cái cộng nghiệp với những cái hành động sát sinh đấy, những cái hành động tội lỗi đấy. Thì cái nghề đấy mình kiếm sống bằng cái nghề đấy là tà mạng, mặc dù nó không trực tiếp, mình không trực tiếp làm hại đến sinh mạng, nhưng gián tiếp, đang tiếp tay, đang gián tiếp cho những cái tội lỗi kia. Vậy nên là một người cư sĩ mà sống bằng những nghề đấy là tà mạng, cho nên là đấy là những cái nghề mình tránh, thì sau này mình mới không bị cộng nghiệp, không bị cộng nghiệp với những cái, sau này mình không trực tiếp mà bị những cái tổn thương về cái quả báo đấy, nhưng luôn luôn bị gián tiếp. Ví dụ như là mình không có, sau này mình không có trực tiếp là giống như bị ốm đau, nhưng mình lại là thân bằng quyến thuộc của những người ốm đau. Vì người ta sát trực tiếp làm những việc tội lỗi đấy thì người ta ốm đau chết chóc,
Còn những cái người mà cộng nghiệp ấy sẽ là thân bằng, phải chăm sóc cho người ốm đau đấy, phải chịu cái nỗi khổ là mồ côi mồ cút, rồi là cái nỗi khổ bị cô nhi quả phụ mất mát những người thân, đấy là cộng nghiệp. Vậy nên để tránh cái cộng nghiệp đấy thì tránh những cái việc làm đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hường ạ. Con xin kính đảnh lễ sư. Thưa sư, chồng con mất vì tai nạn giao thông khi còn trẻ. Thỉnh thoảng khi có dỗ mùng 1 hay rằm thì chồng con vẫn về nhập vào người thân. Thì nên giải thích hiện tượng này như thế nào? Và con nên làm gì để có thể giúp cho chồng con không ạ? Con mong sư hoan hỷ giải đáp cho con được tận tường. Con xin tri ân công đức của sư ạ. Cái hiện tượng lên đồng đấy rất ít khi nó đúng sự thật. Đó là một cái phi nhân nào đấy, người ta sống ở gần nhà mình ấy, người ta lợi dụng khi có những người thân qua đời thì người ta mới ốp, mới áp vào để người ta đòi hỏi cái này cái kia, để mục đích là người ta muốn những người thân nhà mình cung phụng, cung kính, cúng bái, cúng dường cho họ, để họ thỏa mãn được những cái nhu cầu gì đấy. Mà đó cũng có khi lại là một cái người, người ta cũng lại là một cái phi nhân bất thiện, người ta đang hành hạ, đang làm khổ những cái người thân trong gia đình nhà mình. Vì vậy cho nên với một cái người đã chết đi theo nghiệp của mình rồi thì đừng có tin tưởng vào cái sự đồng bóng, tin tưởng vào cái sự gọi là nhập nên đồng nên bóng người này người kia. Mình càng tin tưởng thì người ta càng phát sinh ra nhiều. Còn nếu mình không tin tưởng thì cái hiện tượng này nó mới hết đi. Còn những người chết rồi, người ta sinh về đâu là theo nghiệp của họ. Sinh về có thể họ sinh cõi trời, thì sinh lại làm người, thì làm chư thiên, hoặc người ta sinh làm vào địa ngục ngã quỷ súc sinh rồi mình không biết được. Thì cái việc của mình đó là luôn luôn giữ cái tâm xả như vậy. Người chết là đi theo con đường, đi theo cái nghiệp của họ. Mình cũng từng là thân bằng với quyến thuộc với tất cả chúng sinh trên cái cõi thế gian này. Chẳng ai từng chưa là thân bằng quyến thuộc của mình, và ai cũng đi theo nghiệp của mình như thế hết. Nên là ai chết mà cũng khổ đau thì mình sẽ khổ đau đến bao giờ thì mới hết được. Nên là tốt nhất là hãy đừng có nghe, đừng có tin, đừng có nghe những cái lời phán bảo người ta thế này thế kia, mà hãy tránh đi, hãy gạt bỏ những cái tư tưởng đồng bóng ấy đi. Có thì khi mình làm những cái việc phước gì mình hồi hướng chung chung cho những thân bằng quyến thuộc đã qua vãng. Nếu họ mà là ngạ quỷ thì họ hoan hỉ với những cái phước đấy, rồi họ chờ cho đến khi hết nghiệp mà tái sinh về cõi này. Thế thôi. Còn bây giờ mình làm được cái gì nữa khi đã chết rồi, đi theo nghiệp của mình rồi, chẳng ai thay đổi được cái nghiệp của ai cả. Nên là hãy sống tự tại thôi, không tin điều nhảm nhí làm gì. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Phước Thiện Trí ạ. Dạ con thưa sư, ngày xưa con tu theo Phật giáo Bắc Tông, sau này con có duyên được gặp gỡ Phật giáo Nguyên Thủy. Qua quá trình tu học của hai nhánh Phật giáo, con khởi lên câu hỏi về những gì con học được trước đó. Đó là ngày xưa con học và tìm hiểu, được biết các vị thiền sư của Thiền Tông bên Phật giáo Bắc Tông đắc đạo thông qua cách tham vấn, câu thoại đầu hoặc những câu kệ rồi đắc đạo. Tuy nhiên, trong ấy không nói rõ các ngài đã đắc đạo và quả nào, mà chỉ nói là minh tâm kiến tánh. Như vậy, con có thể hiểu là các vị đã đắc đạo theo kiểu như ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiến Liên khi nghe câu kệ từ một vị đệ tử của Đức Phật rồi đắc đạo không? Hay phải lên hiểu sự đắc đạo này như thế nào cho đúng pháp ạ? Con xin chân thành tri ân sư ạ. Cái sự đắc đạo đấy khác hoàn toàn nha, khác hoàn toàn với cái sự đắc đạo như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiến Liên. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiến Liên đắc đạo khi nghe thấy một cái câu pháp, các pháp do nhân duyên sinh, các pháp do nhân duyên diệt, thì rồi chứng đắc được sơ quả. Khi chứng được sơ quả, vị ấy có cái tuệ phản khán, biết mình đã chứng được sơ quả, vị ấy biết mình đã đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, biết rằng với cái đạo quả này thì nếu như mình có không chứng đắc cao hơn thì cũng chỉ có thể tái sinh ở cái cõi tương lai trong nhiều nhất là 7 kiếp tương lai mà thôi, chứ không có thể tái sinh lâu dài tương lai được nữa. Cho nên vị ấy biết mình đã trở thành một vị thanh văn giác, và cái con đường này đi đến Niết Bàn, thì đã trở thành một vị thanh văn giác rồi thì không bao giờ có thể trở thành vật chánh đẳng giác, không bao giờ có thể thực hành Bồ Tát đạo trong tương lai nữa. Đó là cái sự chứng đắc
nó có cái chân lý rõ ràng cụ thể, chứng đắc tứ thánh đạo thánh quả, chứng đắc bốn sự thật khổ tập diệt đạo như vậy. Còn cái sự chứng đắc mà về sau này của pháp đại thừa phát triển thì khác, không có nói rõ ràng chứng đắc cái gì, không có nói là chứng ngộ được cái chân lý gì, và không nói chứng đắc được đạo quả gì, không nói là đã đoạn trừ được cái nậu hoặc gì, và không có nói được rằng là đã đi đến đâu trong cái giai đoạn giải thoát giác ngộ ấy. Thì cái sự chứng đắc ấy nó chỉ là một cái sự tự nhận thôi. Một cái người nào đấy cảm thấy như là mình có một cái tư tưởng gì đấy nó được đả thông, nó được đả thông một cái tư tưởng gì đấy, và cho rằng cái tư tưởng đấy là một sự chứng đắc. Vậy như là từ lâu đến giờ người ta cứ bị nghi vấn về một cái vấn đề gì đó, nghi vấn rằng là không biết là cái cõi thiên đường nó có thật không, không biết là cái cõi địa ngục nó có thật không. Người ta đang hoài nghi, đang nghi vấn như vậy. Rồi một hôm người ta được nghe một cái bài pháp, người ta được nghe một cái giáo pháp nào đấy khiến cho cái niềm tin của người ta xác quyết hơn. Người ta nghĩ rằng có thiên đường thật, có địa ngục thật, có nhân quả thật, có nghiệp báo thật. Và khi người ta được đả thông cái tư tưởng như vậy thì người ta cho rằng vị đấy đã hốt nhiên đại ngộ, đã giác ngộ. Là ngộ là khi giải tỏa được một cái hoài nghi đấy thì đấy là cái ngộ. Cái ngộ đấy nó khác. Còn cái ngộ mà để giác ngộ được đạo quả, để đoạn trừ được nậu hoặc, để đi được đến, để thấy được niết bàn, để giải thoát tử sinh, thì hai cái ngộ này khác nhau. Vậy nên là mình không được hiểu cái ngộ là cái đả thông được cái hoài nghi, thắc mắc, cái tư tưởng tạm thời với cái sự chứng ngộ, với cái sự giác ngộ chứng đắc đạo quả, có cái trí tuệ nó đi kèm. Vì ấy biết được mình giác ngộ được cái chân lý gì, vì ấy biết được mình đã đoạn trừ cái gì, và vì ấy biết là mình đã đi đến đâu trong cái con đường đi đến Niết Bàn này, thì đấy mới là cái sự giác ngộ các cái đạo quả thanh văn thật sự. Hai cái sự giác ngộ khác nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Văn Yên ạ. Dạ, con kính bạch sư, khi con đến các chùa Theravada, con thấy các sư tụng kinh bằng tiếng Bali. Con có hỏi mọi người xung quanh, kể cả các chư tăng, là liệu mọi người có hiểu ý nghĩa của các bài kinh tụng đấy hay không, thì tất cả đều trả lời là không hiểu, chỉ biết tụng theo thôi, hoặc bảo là tụng là để cho chư thiên nghe bởi vì họ hiểu. Con cảm thấy việc tụng kinh mà đọc như học sinh học vẹt chẳng hiểu cái gì, hoặc là tụng để cho chư thiên nghe như kiểu đạo Bà La Môn giống như trong thời Đức Phật, thì có đi ngược lại lời dạy của Đức Thế Tôn và làm lãng phí thời gian và chẳng mang lại lợi ích gì hết, ngoài việc khiến người nghe cảm thấy êm tai du ngủ không ạ? Tại sao hiện nay mặc dù Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch toàn bộ các kinh Ly Ca Gia sang tiếng Việt, nhưng các chùa chẳng bao giờ tụng đọc các bài kinh có đầy ý nghĩa nhân văn đó là lời gốc của Đức Phật dạy, mà chỉ thấy chư tăng tụng các kinh Bali như kinh Hộ Trì, Pachita, Đại Thi Lễ Kệ, kinh Thỉnh Chư Thiên, vân vân, là kinh do người đời sau sáng tác và mang tính tín ngưỡng quá nhiều ạ. Câu hỏi của con xin hết, con xin kính mong sư trả lời câu hỏi của con ạ. Con xin tri ân sư ạ. Nhìn việc tụng kinh thì với cái trình độ Bali của mỗi người khác nhau. Với những người nào người ta chuyên học Bali sâu thì người ta tụng đến đâu người ta hiểu nghĩa đến đấy, ta vẫn hiểu sâu sắc. Thì cái việc mà mình duy trì lại cái ngôn ngữ Pali là để mình hiểu nó sâu, nó bám sát lại cái lời của Đức Phật dạy, mà nó không bị chuyển ngữ. Bởi vì khi mà dịch sang cái ngôn ngữ thì nó có nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, và cái trình độ của người dịch khác nhau, và cái sự hiểu biết đôi khi nó lệch lạc khác nhau. Mình sẽ thấy rằng là có một cái bản gốc kinh Pali này, những người này dịch nó khác, người kia dịch nó khác. Mỗi người dịch sẽ có một cái bản nghĩa đen nghĩa bóng, nó khác nhau xa lắm. Nhưng mà nếu như mà có cái bản gốc Pali để đối chiếu lại thì cái người nghiên cứu ấy, cái người học ấy mới có được cái sự hiểu nó thâm sâu hơn, nó gần với cái lời gốc của Đức Phật hơn. Còn nếu như mình chỉ hiểu trên cái bản dịch thôi, như Hòa Thượng Minh Châu dịch thì có thể kinh nó thế này, nhưng sẽ có một cái người khác dịch nó lại có cái văn từ, cái ý nghĩa nó lại khác đi rất nhiều. Vậy nên là học trên cái bản dịch, nhưng cũng không quên
là đối chiếu lại với bản gốc, mà muốn đối chiếu lại với bản gốc thì cần phải học Bani. Vậy nên với Phật giáo Nguyên Thủy cần phải học Bani. Thì đương nhiên là cái đối với một cái người chuyên học, đối với một cái học giả thì người ta học dành nhiều thời gian để người ta học cả Bani cả cái nghĩa, thì với người ta học và hiểu nghĩa Bani nó cũng chẳng khó gì như người học tiếng Anh nhá. Nói tiếng Anh người ta cũng hiểu được nghĩa tiếng Anh, thì học tiếng Bani cũng thế thôi. Với người ta chuyên học một thời gian dài rồi, người ta đọc đến đâu người ta cũng hiểu đến đấy, chứ có phải là ai cũng không hiểu đâu. Thì một số người mới tu tập chưa có thời gian chuyên sâu học Bani, cho nên là mới chỉ học được có cái tiếng mà chưa có học được nghĩa, nhưng mà từ từ sẽ học sau, lúc nào có thời gian học sẽ hiểu được nghĩa. Khi hiểu được nghĩa thì mới thấy được sát cái lời Đức Phật dạy, thì không bị hiểu sai lạc đi. Như vậy thì giáo pháp mới không bị xuyên tạc, không bị mai một. Người khác muốn xuyên tạc cũng không xuyên tạc được, vì mình có cái bản gốc để đối chiếu, nó quan trọng như vậy. Thứ hai nữa là cái thời tụng kinh nó mang cái tính nghi lễ rất là ngắn ngủi, chỉ có 15, 20, 30 phút, thì mang cái tính nghi lễ như vậy để tỏ cái lòng thành kính. Thì cái việc tụng kinh đấy không phải là để mất thời gian, mà cái thời tụng kinh là chỉ để có cái sự tán thán Đức Phật, cái sự nguyện cầu chia phước thôi. Đấy là để tăng thêm cái tâm thành kính, tăng trưởng thêm cái đức tin của những người mới thôi, chứ việc tụng kinh không phải là quá mất nhiều thời gian, cho nên là cũng không đáng lo ngại là cái việc tụng kinh Bani là mất thời gian. Thật cũng chẳng mất thời gian bao nhiêu, chứ cũng mấy cái bài kinh đấy mà tụng bằng tiếng Việt thì cũng chỉ vài lần là thuộc lòng thôi, mà tụng đi tụng lại nó cũng chán. Tụng bằng Bani thì sẽ hiểu có cái cung kính, có cái sự tôn trọng cái ngôn ngữ, cái văn tự, cái văn hóa của thời Đức Phật, cho nên cái niềm tin nó sẽ mạnh hơn, cái tâm thành kính nó cao hơn, cái sự hoan hỷ nó sẽ cao hơn. Vậy nên là với một cái người ta học một vài cái bài kinh tụng bằng tiếng Bani, thứ nhất là thời gian mất không đáng kể bao nhiêu, nhưng cái vẫn có lợi lạc, có lợi ích, chứ không phải không có lợi lạc, không có lợi ích. Bây giờ mình chỉ học bằng tiếng Việt thôi, đến lúc có một số cái hoài nghi mình sẽ không giải tỏa được, nhưng học cả tiếng Việt, học cả Bani thì mình sẽ có được cái nhìn nhận nó chuẩn chỉ hơn, nó thâm sâu hơn, lợi lạc hơn. Nên vậy nên là ai có thời gian thì mình cứ học cả Bani tiếng Việt, còn ai không có thời gian, mình muốn để nhiều thời gian mà học toàn nghĩa tiếng Việt và thực hành pháp thì cũng được. Cái điều đó là cái tự nguyện, cái sự lựa chọn của mỗi người, điều này không bắt buộc. Nên là mình có thể, nhưng có một số những nghi lễ không thể không có Bali được, như là quy y tam bảo, thọ trì tam quy, ngũ giới và một số những giới luật căn bản. Phải duy trì cái gốc từ thời Đức Phật để nó không bị mất gốc, để không bị mai một đi, thì một số nghi lễ vẫn phải duy trì và giữ gìn những cái ngôn ngữ Pali. Nên người học theo giáo pháp Nguyên Thủy không ít thì nhiều phải biết một chút về cái Pali, chứ không thể không biết tí nào được. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Bá Tiến ạ. Kính bạch thầy, tôi đang mới bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy. Tôi đọc kinh Likaya thấy khá là đúng đắn, nhưng tôi đang thắc mắc là khi tôi tìm hiểu trên mạng Internet thì thấy ở Việt Nam có tới hai hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy. Một là Chánh Phật Pháp Nguyên Thủy của Trưởng Lão Thích Thông Lạc, và hai là Phật giáo Nguyên Thủy Theravada. Theo tôi thấy thì cả hai đều giảng dạy bằng kinh điển Likaya. Vậy mong thầy cho tôi hỏi là hai hệ thống này có gì khác biệt nhau, và tu tập thì giống hay khác nhau ạ? Tôi xin cảm ơn quý thầy. Phật giáo Nguyên Thủy thì có những người thì được truyền thừa một cách có hệ thống. Tức là bên Phật giáo Nguyên Thủy thì Phật giáo trên cái giáo pháp thì ở chung, ai muốn học cũng được, ai muốn nghiên cứu, ai muốn thực hành cũng được hết, kể cả là người Nguyên Thủy, người không Nguyên Thủy, người Đại Thừa đều có thể học và thực hành tư tưởng ấy. Nhưng mà cái sự truyền thừa về người xuất gia thì có cái sự khác nhau. Sự truyền thừa về người xuất gia bên Phật giáo Nguyên Thủy thì phải là một vị sư Nguyên Thủy có cái sự truyền thừa từ thời Đức Phật theo đúng
những cái giáo theo đúng cái giới luật của Phật giáo Nguyên Thủy, có đầy đủ những cái tụng đọc tuyên ngôn, có những cái vị thầy tế độ, rồi là có những cái người đệ tử, cái vị thầy là phải hợp pháp, cái vị đệ tử xuất gia đấy cũng là hợp pháp. Còn có một số cái vị thì tự xưng mình là sư Nguyên Thủy nhưng không có cái sự truyền thừa, như không có thầy tế độ, không có, thì những cái vị đấy mặc dù tự xưng mình là sư Nguyên Thủy nhưng không phải là sư Nguyên Thủy, vì không có, vì đã là một cái người xuất gia phải có một cái sự truyền thầy, phải có một vị thầy tế độ, mà cái vị thầy tế độ đấy phải là cái người có cái vị thầy tế độ từ trên nữa, chứ không phải là người mạo nhận, cái người tự xưng. Ở trong giáo pháp mà một cái người tự mặc áo cà sa tự xưng mình là sa môn thì cái đấy là một cái tội mạo danh, cái đấy là cái tội ăn cắp ăn trộm tăng tướng, thì cái điều đó không được chấp nhận. Thì cái vị đó dù mình có tự xưng như thế thì nó cũng không đúng, nó không, chỉ những người ngu không biết thì mới em lầm tưởng tin rằng đó là vị đó là một cái nhánh của bên Nguyên Thủy thôi. Còn những người có trí tuệ biết pháp thì vị ấy biết rằng đây chỉ là mạo nhận tự xưng thôi, nhưng không đúng, không. Còn cái việc thực hành cái pháp của Đức Phật ấy thì cứ học đó, trong kinh điển như vậy, Đức Phật dạy như vậy thì mình học như vậy, Đức Phật có pháp hành như vậy thì thực hành như vậy. Thì cái sự thực hành thì không thành vấn đề, ai cũng thực hành được hết, ngoại đạo hay là cái người trong đạo, bất cứ là một chúng sinh nào cũng được phép học giáo pháp và thực hành giáo pháp. Mà cái giáo pháp đó là của Đức Phật, không có của riêng ai, nên ai muốn học muốn hành đều được cả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Jalita. Kính thưa sư, con là Jalita. Hiện tại con đang thực tập niệm hơi thở, nhưng thỉnh thoảng lại hay bị lẫn lộn giữa tứ đại và hơi thở. Vì trước khi tu học theo phương pháp của các thiền sư Pempa Ao giảng dạy, thì con tự thực hành thiền tứ đại nhưng không có hệ thống. Vì con tự nghe các video trên YouTube rồi thực hành theo. Gần đây, trong lúc con thực tập, có lúc con đã thấy hơi thở ổn định một chỗ, và tập trung nơi cửa mũi, thấy mây trắng tụ quanh chóp mũi, có lúc đám mây này chợt bừng sáng lên như sao mai, nhưng thời gian bừng sáng rất ngắn, chỉ khoảng 1 phút rồi biến mất. Sau đó con lại thấy hơi thở là những hạt li ti đủ màu sắc, những hạt li ti ấy có lúc sáng lên và hợp thành một viên ngọc nhiều cạnh, giống như viên kim cương rực sáng. Con cố gắng bỏ qua các hình ảnh đó và chú ý vào hơi thở, nhưng không còn tập trung tốt nữa, không biết nên làm thế nào. Có phải con đang bị kẹt vào thứ thiền đại không ạ? Con xin sư chỉ dạy. Đừng có suy luận, đừng có phân tích nhiều, thì nó sẽ đỡ sinh ra những cái hoài nghi, những cái tạp niệm năng sang. Giờ nếu muốn hành thiền hơi thở, hành thiền tứ đại thì mình phải hành các cái đặc tính của tứ đại. Đất cứng thô nặng mềm mịn nhẹ, nước chảy dính lửa nóng lạnh, gió đẩy nâng, thì mình phải hiểu những cái đặc tính đấy. Còn khi mình chuyển sang hành thiền hơi thở, mình đừng nghĩ đến cái pháp mà mình đã hành thiền tứ đại kia nữa. Biết hơi thở vào ra ở trước cửa mũi điểm xúc chạm này, biết hơi thở vậy thôi, thì khi biết hơi thở đấy tốt rồi thì nó sẽ xuất hiện nimitta, là những cái ánh sáng đầu tiên nó mờ mờ trắng trắng hay nó tỏa sáng rực rỡ, thì mình đừng có đi theo những cái ánh sáng đó, đừng chạy theo, đừng nhìn sâu vào những cái ánh sáng đó, đừng thấy cái hạt ni ti gì hết, mà phải nằm nơ nó đi, không để ý, không quan tâm gì cả, cứ tiếp tục nhận biết hơi thở vào ra ở cửa mũi. Và cứ duy trì cái sự thực hành đấy lâu dài, cho cái định đấy nó thâm sâu hơn nữa, rồi cái ánh sáng càng lúc nó càng sáng hơn nữa. Khi nào mình có thể duy trì cái ánh sáng được 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng suốt ngày suốt đêm thì lúc đấy nó mới thật sự là cái định đã ổn định vững chắc. Còn nó mới xuất hiện một chút xíu nó mất đi thì nó còn quá yếu, chưa đáng để cho mình quan tâm, chưa đáng bận tâm, chưa đáng để ý. Nên hãy nằm nơ nó đi và cứ tiếp tục nhận biết hơi thở ở ngay trước cửa mũi, và cứ giữ thực sự thực hành vừa vừa, không căng căng thẳng mà cũng không nơ nà, và cứ duy trì như vậy thì càng ngày định nó sẽ càng mạnh nữa đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phương Cường ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư, người chưa y quy Tam Bảo, người chưa quy y Tam Bảo khi bố thí chú cúng dường hoặc làm các điều công đức khác rồi hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của họ, thì phúc báo như thế nào nếu so với người đã quy y Tam Bảo làm điều tương tự? Con xin tri ân sư ạ. Cái người không quy y Tam Bảo mà người ta cũng làm những cái việc phước như là biết bố thí hay là cúng dường ấy, thì người ta hồi hướng cho người thân
Thứ nhất là nếu như họ không quy y Tam Bảo thì cái đức tin, cái thiện tâm ấy nó chưa chắc đã có trí tuệ đi kèm. Vì cái người mà người thuần là một cái người vô đạo hay là đi theo một cái tà kiến tà đạo ở đời thì người ta hay có những cái tà kiến. Khi làm việc phước ấy, thì cái phước nó ni trí, nó không có, người đấy không biết rằng nó có nhân quả, có nghiệp báo, có đời này, có đời sau, có những cái thiện nghiệp, ác nghiệp gì. Cho nên là khi người ta làm cái niềm tin nó yếu, một là cái niềm tin nó yếu, hai là cái trí tuệ nó đi kèm với cái nghiệp ấy nó cũng yếu. Mà nhất là những cái bản thân người ta, cái giới hạnh, giới đức của người ta nó cũng yếu. Thì người ta không quy y, người ta không có thọ giới. Cho nên cái giới nó yếu, cái phẩm vật làm ra đấy, nó có thể thanh tịnh, nó cũng có thể không thanh tịnh. Và cái đối tượng mà thọ nhận cái sự cúng dường đấy cũng có thể thanh tịnh, có thể không thanh tịnh. Vì vậy cho nên cái phước nó sẽ yếu hơn. Còn với một người có quy y thì cái đức tin người ta đặt vào Phật Pháp Tăng nó cao hơn. Đôi khi vì quy y nên người ta giữ giới, vì quy y nên người ta được nghe Pháp, vì quy y cho nên người ta hiểu được cái nghiệp và quả của nghiệp nó cao. Cho nên là khi làm những cái việc phước đấy thì cái tâm thiện đấy nó được đi kèm với trí tuệ, và cái người làm việc phước đấy thanh tịnh, cái vật thí nó thanh tịnh và cái đối tượng thọ thí là Tam Bảo nó cũng thanh tịnh hơn. Vì nó có được ba cái yếu tố cùng thanh tịnh cho nên cái phước mạnh mẽ cao hơn. Vậy cái người có quy y Tam Bảo làm việc phước thì cái phước ấy cao thủ thắng hơn những cái người mà không quy y, thì cái trí tuệ và cái phước của người ta nó yếu hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Bảo ạ. Con xin kính bạch sư, con có câu hỏi về tọa thiền, xin sư Hoan Vị Hỷ giải đáp giúp con ạ. Khi ngồi thiền thì cần đặt tâm ở nơi chóp mũi. Hiện tại khi ngồi thiền, con thấy có cách là suy nghĩ đến chóp mũi và chú tâm đến chóp mũi. Khi thực hành chú tâm đến chóp mũi thì con cảm giác vùng mắt rất khó chịu, giống như mình đang nhắm nghiền mắt lại và có xu hướng chạy theo hơi thở, thay vì chỉ đặt tâm ở chóp mũi và quan sát. Con cũng đã thử đặt tâm xa hơn, không dính vào sát chóp mũi, nhưng vẫn không cải thiện. Con chuyển qua chỉ suy nghĩ đến chóp mũi thì cảm giác thấy dễ chịu hơn, nhưng một chốc lát thì không còn nhìn thấy vùng mũi nữa mà chỉ nhìn thấy hơi thở. Cái sự hành thiền đừng đi nhìn chóp mũi, đừng có để tâm vào mắt, đừng có đi quan sát cái kiểu đấy, cách hành thiền đấy nó sai. Cái ý thức hành thiền sai, cái sự hiểu biết cách thức đều sai hết. Khi ngồi thiền phải nhắm mắt hoàn toàn lại và hướng tâm lên trước cửa mũi, là để tâm nhận biết cái luồng hơi thở đi vào đi ra, chứ không cần để ý đến cái chóp mũi nhiều, không được đưa tâm lên mắt để nhìn xuống, mà chỉ có cái ý thức của mình, nó không sinh ra từ mắt đâu, mà cái ý thức đấy mình hướng tâm đến đâu thì nó ở đấy. Thế thôi, mình chỉ cần biết hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng thôi. Cái sự thực hành ấy, như cái vị vừa trình bày ấy, thì nó hơi bị gượng ép, nó hơi căng thẳng, nó hơi mất tự nhiên, cho nên cái tâm nó rất là khó chịu, bị ức chế, và có thực hành như vậy cũng không định tĩnh được. Nên là phải để cho cái tâm nó tự nhiên ra, nó nhẹ nhàng thoải mái ra, và cái ý thức nó chỉ cảm nhận, nó biết hơi thở vào ra, cái luồng hơi thở vào ra là được rồi, chứ đừng có biết cái mũi, đừng có nhìn chằm chằm, mà cứ thảnh thơi, thư thái, thoải mái, dễ chịu ra. Thì cái tâm nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ an vui, nó dễ chịu hơn và nó mới định tĩnh được. Chứ còn cứ căng thẳng thế không định tĩnh được. Dạ, con thưa sư, con xin tả câu hỏi của hành giả Thiện Bảo ạ. Dạ, con thưa sư, con xin mô tả hơi thở trong lúc con hành thiền. Lúc mới ngồi và chú tâm đến chóp mũi thì hơi thở của con nhanh và ngắn và có xu hướng tâm chạy theo hơi thở. Con có cố gắng ngồi thêm để quan sát thì một hồi sau hơi thở bị loạn, cảm giác như cơ thể vẫn có động tác hít vào thở ra, nhưng hơi thở của con thì không theo kịp. Con phải thực hiện ngưng thở một chút và bắt nhịp cùng với cơ thể thì mới trở lại bình thường, nhưng một thời gian sau thì con cảm nhận hơi thở rất ngắn và gấp, giống như theo mạch đập ngày càng nhanh, cảm giác khó chịu và lười thở. Con thử ngưng thở để quan sát thì chỉ còn mạch đập. Sau đấy con chú ý thở lại thì thở bình thường, nhưng cảm thấy hơi thở nhẹ và mịn hơn lúc mới ngồi. Như vậy thì con cần làm gì để khắc phục? Con xin sư Hoan Hỷ dạy bảo. Con xin chiên sư ạ. Những cái sự thực hành đấy nó gượng ép quá mức cần thiết. Vì
Cho nên là nó sinh ra cái sự ức chế căng thẳng như vậy. Đây nó cũng là một cái tình trạng chung của tất cả mọi người hành thiền, là luôn luôn có cái sự chăm chú mạnh quá. Cái sự thực hành đấy là chăm chú mạnh quá. Và càng làm như vậy thì càng ức chế, càng căng thẳng, càng tán loạn hơn chứ không định tĩnh được. Nên là khi ngồi thiền phải ngồi với cái tâm lý nó thoải mái hơn như ngồi chơi, chứ đừng quá quan trọng, đừng quá là nghĩ là mình, và đừng quá là thấy hơi thở, đừng cố gắng thấy hơi thở cho nó quá rõ. Chỉ cần hơi hơi biết một cách nơn mơ thôi. Giống như là bây giờ mình đang ngồi bình thường thế này, mình nhắm mắt đã, mình không cần nghĩ là ta phải ngồi thiền thế nào. Mình chỉ cần hơi ý thức, mình biết hơi thở vào ra, thì cái lúc ngồi thiền vậy, mình chỉ hơi hơi có cái ý thức biết hơi thở vào ra là đủ lắm rồi. Chứ đừng có tính toán là hôm nay ta sẽ ngồi thiền, ta phải cố gắng, ta phải thấy cho hơi thở rõ ràng như thế này, như thế này, ta phải thực hành cách này, cách này. Để càng có cái ý đồ, ý định, có cái tính toán, có tư tưởng, có sự nỗ lực, cố gắng quá mức như vậy, thì đến lúc ngồi thiền nó ức chế, nó căng thẳng, nó tán loạn. Nên là phải bỏ hết tất cả những cái tư tưởng ấy đi, mà ngồi thiền nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng ra một tí nữa, như là ngồi nghỉ ngơi thư thái, thư giãn ấy. Thì nó chỉ dùng một cái ý thức, một chút xíu ý thức để nó biết hơi thở vào ra là đủ rồi. Và cứ duy trì cái ý thức nhẹ nhàng tự nhiên đấy mà biết hơi thở, rồi dần dần nó sẽ sung mãn lên dần dần. Rồi dần dần cái tâm mình nó hút sâu vào cái hơi thở đấy, nó hoan hỉ thích thú, nó định tĩnh và nó đắc định ở trên hơi thở đấy được. Thì phải thư thái thả lỏng nhẹ nhàng ra nữa thì nó mới không bị rơi vào cái căng thẳng đó nữa. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Sari ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, ông Táo, ông Địa, các vị thần giữ đất, Quan Âm Bồ Tát, những vị này hiện gia đình con đang thờ rồi cúng kiến họ hàng, rồi cúng kiến họ ngày rằm và mùng 1 thì họ có phù hộ cho gia đình con không ạ? Con cũng không biết là họ có thật và có năng lực để phù hộ không nữa, hay chỉ là vong nào đó của tổ tiên ông bà nhà mình. Từ ngày con theo Phật giáo Lam Tông, con không còn thắp nhang hay cầu xin họ nữa. Con không biết việc quên lãng họ như vậy là đúng hay sai nữa. Con xin chiên sư ạ. Ông Táo, ông Thủ Công, thì thực ra thì trong những cái đất hay trong ngôi nhà nhà mình vẫn có các vị thần, các vị chư thiên, thần đất, thổ công, thần sông, thần cây, thần núi, người ta vẫn sống, vẫn ngự trị, vẫn ở đó. Còn mình muốn thờ người ta thờ, không thờ người ta cũng chẳng trách. Nhưng mà mình muốn người ta phù hộ cho mình ý, thì mình phải làm những cái gì đó nó tạo ra công đức, nó tạo ra phước để hồi hướng cho họ, thì họ mới phù hộ lại cho mình. Mình mà không làm lợi ích cho họ, họ cũng không làm lợi ích cho mình đâu. Cái gì nó cũng phải có qua có lại như vậy, giống như ở trên đời cũng vậy. Nếu như mình muốn một cái người nào đó mà mình thấy rằng họ có uy quyền hơn mình, ví dụ một cái người quan chức, một người lãnh đạo gì đó, mà người mình muốn là cái người này sẽ phù hộ độ trì giúp đỡ mình trong công việc gì đó làm ăn, thì mình phải có quà cáp, mình phải có gì đó làm lợi ích cho họ, rồi họ mới nhân nhượng, rồi họ mới giúp mình trong cái việc này việc kia. Thì chúng sinh là thế, các vị chư thiên thì cũng là một chúng sinh thôi. Mình muốn họ phù hộ mình phải phù hộ họ trước. Nếu không thì mình sống thì mình phải có từ tâm, rải cái tâm từ để cho người ta yêu quý mình. Giống như là bây giờ có một cái người nào đó, mình không có tài sản để mình cho ai, nhưng mà mình có cái tâm từ ái, hoan hỷ, giống như một cái người bạn tốt vậy, khiến cho mọi người người ta kính trọng mình, hoặc là người ta mến mộ về cái đức tính của mình, rồi người ta cũng giúp mình. Thì với người các vị chư thiên thế, với người trần thế thôi, có khi là mình làm có cái sự trao đổi qua lại, cũng có khi là vì cái đức hạnh của mình mà khiến cho người ta quý mến, người ta ủng hộ. Thì sống với chư thiên cũng thế, một là mình làm các việc phước như là bố thí cúng dường, tụng kinh lễ Phật, tạo ra công đức rồi hồi hướng cho họ, rồi sau đó họ sẽ lại quan tâm giúp đỡ lại mình. Hai là mình sống cho nó có đức hạnh, có giới hạnh, có cái từ ái, rồi người ta cảm mến được cái đức hạnh, giới hạnh của mình, rồi người ta giúp mình. Đấy là cái cách sống với nhau là như vậy. Còn nếu như mình là người biết quy y Phật, mình sống, mình tôn thờ Phật, mình tu tâm, mình học đạo, mình giữ giới hành thiền, thì tự nhiên mình có cái đức hạnh khả ái khả kính. Thì các vị chư thiên người ta cũng tôn thờ Phật, người ta cũng tu tập,
người ta cũng coi vị mình như là một vị đồng phạm hạnh vậy. Rồi người ta cũng kính nể cái đức hạnh của mình kính Phật, thì người ta cũng kính Phật, thì người ta cũng quý mình. Khi nào mình có cái gì mà người ta giúp được thì người ta sẽ giúp. Cũng giống như con người trong xã hội với nhau, có phải lúc nào cũng giúp đâu, chỉ khi nào mình có cái việc gì đó cần thì người ta mới giúp thôi. Chẳng qua là như là cái lúc mình bị ốm đau bệnh tật gì đó thì mọi người đến thăm hỏi nhau. Cũng vậy, trong cuộc sống chẳng may mình gặp cái chuyện gì đó buồn phiền hay là khổ đau, ốm đau gì đấy, thì các vị chư thiên người ta cũng đến, người ta cũng tìm cách, người ta cũng giúp cho mình nhanh chóng gặp thầy, gặp thuốc để mình chóng được tai qua nạn khỏi. Thì người ta cũng giúp nhau, người chư thiên với lại con người thì cũng giống giống nhau vậy, chứ đâu khác nhau gì đáng mấy đâu. Tốt nhất mình hãy sống tốt với mọi người trên đời để mọi người khi gặp cái chuyện gì khó khăn thì giúp nhau. Còn các vị chư thiên là những người mình không nhìn thấy được thì mình tin cũng được, mà mình hướng cái đức tin nó về Đức Phật rồi cũng chẳng ai trách mình cả, nên là mình thờ hay không thờ là tùy mình mà thôi, không ai bắt. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quang Khải ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, lúc con đi làm nhiều lúc phải tranh luận, dạo này con hay tranh luận với sếp con. Có những lúc con cảm thấy muốn cho cái tính khó chịu của sếp con bớt đi, nên con đã có những câu nói có thể làm sếp con không thích. Bản thân con cũng không muốn vậy, và sau mỗi lần như vậy con cảm thấy như thế là không lên. Rồi lần sau con vẫn bình thường với sếp con, nhưng ông ấy lại tiếp tục làm con cảm thấy phải tiếp tục thể hiện những điều đó ra bằng lời nói. Dạ con xin sư cho con lời khuyên để sóng ở trong lòng con có thể lặng yên trước những kiểu người như vậy được không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thì bây giờ chỉ có một cái cách, đó là mình chịu khó ngồi thiền giải tâm từ. Thiền giải tâm từ mình hướng đến một cái người kính mến. Giải tâm từ nó như là mình khởi lên tư tưởng cầu mong cho người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Rồi người đến người thường, rồi sau đó đến những người mình hay khó chịu. Ví dụ như ông sếp mình giải tâm từ hàng ngày, liên tục, thường xuyên. Lúc nào cũng phải giải tâm từ. Khi mà cái tâm từ ái nó mạnh lên thì đồng thời cái tâm kham nhẫn nó cũng mạnh lên. Khi mà cái tâm từ của mình nó yếu, cái tâm kham nhẫn nó cũng yếu. Khi mà người ta nói một câu đụng chạm hay là xúc phạm đến mình là mình sẽ muốn xúc phạm nặng, hay muốn đấu đá nặng. Nhưng mà cái từ tâm của mình nó mạnh lên, cái lòng kham nhẫn nó mạnh lên. Hay mình luôn hướng về người ta giải tâm từ như vậy. Thì đến một lúc người ta nghĩ đến mình một cái là cái tâm của người ta cũng hoan hỉ, nhưng người ta không chống đối mình nữa. Còn nếu như mà mình có ác ý với người ta, khi người ta nghĩ mình cái, người ta cũng cảm nhận được cái sự ức chế khó chịu trong lòng. Mặc dù nha, con người với con người không phải là cứ bộc phát ra bằng lời nói tôi ghét ông, hay là nói những câu chỉ trích phỉ báng nhau mới biết được câu, mà cái người ta sẽ cảm nhận được tâm với tâm. Khi mà hai người đang quý nhau, người ta nhìn nhau, người ta cũng cảm nhận được có cái hoan hỉ nó khởi lên. Khi mà người ta quý nhau, nhìn đến nhau một cái, người ta cũng thấy có cái nụ cười nó sinh ra. Nhưng khi hai người đang ghét nhau, chỉ cần nhìn nhau một cái là nó chau mày lại, và bắt đầu cái con mắt nó sôi sục lên. Và hay là không có ấy, người ta cũng luôn cảm nhận được khi mình đi qua người này nó rất là khó chịu, biết là người này đang có sân với mình. Vì vậy nên còn đối với người có tâm từ, khi mình đại tâm từ đến người đấy, khi người đó hướng tâm đến mình cái, người ta cảm thấy nó an an ở trong lòng. Và chính vì vậy nên mình muốn sống hòa hợp với ai, không mâu thuẫn, không đối đầu với ai, thì hay rải tâm từ đến người đấy rất nhiều. Khi rải tâm từ đến người đấy thì luôn luôn có cái sự bình an với nhau. Khi trong lòng nó đã an rồi thì nó sẽ hay có những cái là làm những lời nói, những hành động làm vui lòng nhau. Còn khi trong lòng nó đã khó chịu với nhau thì sẽ thích nói ra những lời nói, những hành động để chống đối nhau. Vậy thì hãy hành thiền tâm từ nhiều vào thì sẽ có sự an vui. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Nhuận Hạnh ạ. Dạ mô Phật, thưa sư, xin sư cho con hỏi mối tương quan giữa tứ niệm xứ và Vipassana là gì vậy ạ? Có gì giống và khác nhau không ạ? Mong sư phân tích giúp con với ạ. Con thành kính niệm ân sư ạ. Tứ niệm xứ thì nó bao gồm cả thiền chỉ và thiền quán, nó bao gồm cả samatha và vipassana. Ví dụ như niệm thân là hơi thở vào ra là samatha, và đó là thiền chỉ, thiền định. Hay là niệm về sắc chết, niệm về ba hai thể trược, mọi cái niệm đấy thì nó là samatha. Còn khi niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp thì nó sẽ bao gồm vipassana ở trong đó.
và niệm thân nhưng ở giai đoạn phân tích sắc thì cũng là Vipassana. Còn Vipassana thì không bao gồm Samatha mà chỉ bao gồm niệm có, trong đó cũng có thân thọ tâm pháp. Vậy Vipassana là khi phân tích ra được sắc, đấy là niệm thân. Khi phân tích ra thọ tâm pháp, các cái nhân sinh ra thân thọ tâm pháp, cái sự sinh diệt vô thường khổ vô ngã của thân thọ tâm pháp, đấy là Vipassana. Vậy thì Vipassana nó cũng bao gồm ở trong tứ niệm xứ, bao gồm cả Samatha và Vipassana. Vipassana là một phần trong cái tứ niệm xứ đó. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Văn Thêm ạ. Con thưa sư, con chưa được quy y Tam Bảo. Nay con xin sư hoan hỷ quy y Tam Bảo cho con, và con xin sư chỉ dẫn cho con biết hành thiền chỉ như thế nào và thế nào là thiền quán ạ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Muốn quy Tam Bảo thì sẽ một là vào cái đường link, vào Zoom của chùa vào các ngày 15, 30, 8, 23 vào lúc 7 giờ 15 phút buổi sáng, một tháng 4 ngày trai sư sẽ thọ tam quy, truyền tam quy, bắt quan trai giới ngũ giới, còn không nữa thì đến chùa để thọ tam quy vào những ngày như thế. Còn muốn hành thiền chỉ thiền quán thì nên đến chùa đăng ký tham gia các khóa thiền một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm gì đó, hoặc lâu dài hơn thì càng tốt, thì phải như vậy thì mới học được. Còn muốn học những cái thiền căn bản thì vào những cái trang mà sư hướng dẫn cho mọi người trả lời những cái buổi trình pháp ấy, những buổi trình pháp ấy thì cũng để mà biết được cái cách thực hành thiền căn bản, chứ trong bài giảng này không có thời gian để sư hướng dẫn một cách chi tiết được. Dạ, con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Phước Hùng ạ. Dạ, kính bạch sư, lâu nay con có tìm hiểu về những đề mục thiền quán, thì con có đọc được nhiều phương pháp khác nhau như chỉ quán song tu hay thuần quán. Khi đọc đến chỗ nhiều vị thiền sư hướng dẫn hành giả đạt đến tứ thiền hơi thở rồi dùng ánh sáng đề mục mới bắt đầu vào thiền quán, khiến con khá là bối rối, vì con cứ tưởng chỉ cần chánh niệm đơn thuần là đã tu tập thiền quán rồi. Con mong sư giải đáp thắc mắc, con kính tri ân sư ạ. Thiền quán thì cái mức độ quán nó khác nhau, mức độ chánh niệm tỉnh giác nó khác nhau. Nếu như một cái người mà đi vào thiền định thì sau đó đắc cận định, an chỉ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sau đó suốt ra khỏi tầng thiền rồi quán, thì lúc đấy cái tâm nó rất là sáng, có cái ánh sáng rực rỡ và nó quán được sắc pháp, thấy các cái hạt sắc, quán danh, thấy được các tâm tâm sở, các cái đặc tính một cách rõ ràng, thấy tính sinh diệt vô thường của vô ngã, thì cái quán đấy nó là cái tuệ thực sự, nó là cái tuệ giác, nó là tuệ quán, và nó nhanh chóng đi đến sự giác ngộ thật sự. Còn nếu như một cái người mà cứ quán sắc, quán danh nhưng nó không có ánh sáng, chỉ quán bằng cái tâm thông thường, như là một cái người người ta đang học bài, người ta đang nhẩm người ta học bài, thì cái quán đấy nó không giác ngộ được, nó không, nó quán đến khái niệm của cái hạt sắc đấy, khái niệm của danh, khái niệm của thân tâm này thôi, và nó luôn luôn trú ở trên cái pháp tục đế mà nó không thể thấy được các pháp chân đế. Nếu như cái tâm mà nó không có cái nimitta, nó không có cái ánh sáng đó, vậy thì một người đi thẳng vào thiền quán mà người ta có cái định tốt, người ta đi vào sát na định, cận hành định thì người ta cũng có cái ánh sáng rực rỡ, nó sáng tỏa chiếu khắp toàn thân, rồi người ta mới thấy được sắc danh, rồi người ta mới thấy được cái đặc tính chức năng, sự thể hiện nhân gần của từng cái pháp một, rồi người ta mới quán được cái tính sinh diệt của nó, thì người ta mới giác ngộ được. Còn nếu mình người chỉ quán trên khái niệm thôi thì giống như người học lý thuyết ấy, nó không giác ngộ được, nó khác nhau như vậy. Dạ, thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả thiền sinh ạ. Dạ, thưa sư, một thiền sinh thực hành thiền niệm hơi thở, thấy ánh sáng mờ dưới mi mắt và trên mặt, nhưng vô tình chia sẻ nhầm với người khác là thấy ánh sáng trên chóp mũi, thì có gây ra nghiệp xấu không ạ? Và nên thực hiện sám hối như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi ở mình hành thiền mà nó có kết quả gì đó, mình đừng có nên nói như khoe khoang. Khi mà một người khoe khoang về cái pháp hành ấy, thì nó tán tâm loạn ý, tâm nó tinh thần nó bất an, và mình không tiến bộ được, không chứng đắc những cái pháp cao hơn được. Nên tốt nhất đừng có kể nể, đừng có khoe với người khác. Mình chỉ cần có cái ý là kể ra để khoe cho người khác kính nể mình,
thì ngày hôm đấy mình ngồi thiền nó đã bất an rồi. Còn nhất là mình lại còn nói dối, nó có ít mà lại nói ít ra nhiều ấy. Tu được ít mà lại nói là tu cao để ngã mạn tăng thượng mạn ấy, thì cái pháp ấy nó chướng ngại cực kỳ luôn, phải sám hối. Sám hối thì tự mình đối trước Tam Bảo mà sám hối, hoặc mình sám hối với một cái vị thầy nào đấy, sám hối với bất cứ ai cũng được, hoặc tự mình sám hối được vì cái nỗi nó nhẹ thì mình sẽ sám hối được. Còn nếu như mình không có pháp mà mình tự nói là có pháp nhé, ví dụ như là nhất là cái người mà chưa đắc các tầng thiền mà tự mình cố tình nói dối là tôi đắc sơ thiền, nhị thiền ấy, thì cái tội đấy cực kỳ nặng. Cái tội đấy nếu người xuất gia mà nói dối cái điều đấy là bị đứt giới xuất gia luôn, vì đấy mất luôn cái hạnh xuất gia, trở thành người cư sĩ luôn, và không được phép xuất gia nữa, vì đó là tội đấy là tội đại vọng ngư. Nếu như mình là người cư sĩ cũng vậy, mình mà khoe khoang cái mình không có, nó là đại vọng ngữ như vậy, thì khiến cho mình kiếp này không chứng được thiền, không chứng được những cái pháp thượng nhân, dù có nỗ lực cũng không chứng được. Nên hãy thận trọng, đừng có nói năng, đừng có khoe khoang những cái pháp mà mình tu tập chứng đắc đó. Có thành tựu được cái gì hãy giữ ở trong lòng mình, chỉ khi nào mình biết là có một vị có kinh nghiệm hơn, có thể hướng dẫn mình tu tập tiến bộ hơn, thì hãy trình bày với cái tâm cầu tiến, chứ đừng nghĩ rằng với cái sự khoe khoang. Còn không nên khoe với những người khác thì mới tiến bộ trong pháp này được. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Nhãn ạ. Dạ con kính bạch sư, trong lúc thực hành thiền đề mục hơi thở, ghi nhận thọ định diệt nơi đầu mũi, có những lúc có những pháp nổi bật là âm thanh, con ghi nhận pháp đó bắt đầu sanh và đến khi bắt đầu diệt, tâm con hoàn toàn ghi nhận khi pháp đó hoàn toàn diệt. Con xin phép hỏi, đó có phải là trạng thái sát la định không ạ? Đó là sự an lạc trong sát la định, hay còn gọi là thấy pháp sinh diệt phải không ạ? Con xin chiên sư ạ. Không phải nhá, cái này hành theo cái cách thực hành này là do mình tưởng tượng ra, đó là cái một cách vọng tưởng ấy thì đúng hơn ấy. Chứ không phải sát la định, cũng không phải là sinh diệt gì hết. Thì hãy bỏ qua những cái đấy, thì đấy là chỉ là tạp niệm, đấy chỉ là vọng tưởng, và cứ tiếp tục đi theo như thế sinh ra ảo tưởng, và cái pháp tu như thế không đi đến đâu hết. Hãy bỏ qua ngay cái cách đó mà thực hành cho nó thận trọng lại. Nếu quan sát hơi thở thì chăm chú nhận biết hơi thở vào ra, nếu như nó có tự tướng nó xuất hiện thì cũng đừng vội đi theo, đừng nhìn vào tính sinh diệt gì hết, cứ tiếp tục nhận biết hơi thở. Khi nào cái tự tướng của mình nó phải liên tục 2-3 tiếng, mình chú trên đấy định tĩnh liên tục nữa, mình vào được an chỉ định rồi cơ. Còn khi nào chuyển sang mình hành những cái pháp chân đế để mà thấy tính sinh diệt thì mình phải hành thiền tứ đại một cách có hệ thống, tuần tự đắc thiền tứ đại mới phân tích ra các cái sắc, phân tích ra danh, rồi phân tích ra cái tính nhân duyên. Rồi sau khi mình thấy được cái tính tam tướng vô thường của vô ngã rồi, mình mới thấy được cái nhân duyên, là cái này nó sinh, cái này diệt, cái kia diệt. Rồi lúc đấy mới là quan sát được cái tính sinh diệt, cái vô minh sinh nên hành sinh, vô minh diệt nên hành diệt, nên nó là vô thường của vô ngã. Đến cái giai đoạn đấy mới là quán được tính sinh diệt của nhân duyên của danh sắc này. Còn đừng có tự mình tưởng tượng ra theo ý thích của mình rồi mình nghĩ rằng mình đã đạt đến những cái pháp đó, nhưng còn rất là xa. Bây giờ hãy thận trọng mà tu tập lại từng bước từ đầu đi, quan sát hơi thở vào ra đi, đừng có nhảy theo lên một cái pháp nào khác nữa. Dạ, thưa sư, đã hết các câu hỏi trong ngày hôm nay rồi ạ. Mọi người hồi hướng. Idame bunyam asawa khazam vaham hotu idame bunyam nidbanasa bạch cha dù hô tu mama punya bhagam sabba sabthanam pache mi te sabbe medamam punya bhagam na pandu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con
xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa-du, sa-du, sa-du.